Iran phản ứng về thông tin Trung Quốc gây áp lực để kiềm chế Houthi tấn công ở Biển Đỏ. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, Washington đã kêu gọi Trung Quốc sử dụng đòn bẩy với Iran để thuyết phục nước này kiềm chế lực lượng Houthi. Tờ thời báo Tehran TEHRANTIMES.com dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani ngày 29 tháng 1, bác bỏ các thông tin cho rằng Trung Quốc đã yêu cầu Iran can thiệp để ngăn chặn các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ. Trong một cuộc họp báo, ông Kanani cho biết thông tin này là vô căn cứ. Lưu ý thêm, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã có quan điểm rõ ràng về vấn đề này. Iran và Trung Quốc, với tư cách là hai quốc gia ủng hộ sự hội nhập, đã liên tục thể hiện cam kết của mình liên quan đến các vấn đề khu vực và quốc tế, giải quyết hòa bình các tranh chấp và xung đột cũng như phản đối bạo lực. Theo ông Kanani, Trung Quốc đã bày tỏ quan điểm rõ ràng về những gì đang xảy ra ở Gaza và Biển Đỏ, và Iran cũng đồng ý rằng ưu tiên trước mắt là chấm dứt hành động quân sự của Israel ở Gaza vì những diễn biến ở Biển Đỏ chỉ là hậu quả của sự bất công mà chúng ta chứng kiến ở Gaza. Trước đó, một số hãng thông tấn như Reuters cho biết các quan chức Trung Quốc đã đề nghị phía Iran hành động để ngăn chặn các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào các tàu ở Biển Đỏ, nhấn mạnh nguy cơ tiềm ẩn đối với mối quan hệ kinh doanh của họ với Tehran nếu những cuộc tấn công này tiếp tục xảy ra. Reuters dẫn các nguồn tin Iran cho biết việc thảo luận về những cuộc tấn công của Houthi cũng như thương mại giữa Trung Quốc và Iran đã diễn ra tại một số hội nghị gần đây ở Bắc Kinh và Tehran, đồng thời từ chối cung cấp thông tin chi tiết về thời gian diễn ra hoặc ai tham dự. Một quan chức cấp cao của Mỹ cũng cho biết Washington đã kêu gọi Trung Quốc sử dụng đòn bẩy với Iran để thuyết phục nước này kiềm chế lực lượng Houthi, bao gồm cả cuộc thảo luận giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan trong tháng này với trưởng ban liên lạc đối ngoại Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Lưu Kiến Siêu, Liu Jiachao. Theo Reuters, các cuộc tấn công của Houthi được cho là nhằm hỗ trợ người Palestine ở Gaza, đã làm tăng chi phí vận chuyển và bảo hiểm do làm gián đoạn tuyến đường thương mại quan trọng giữa châu Á và châu Âu được sử dụng rộng rãi bởi các tàu từ Trung Quốc. Tờ thời báo Tehran lưu ý, trong bối cảnh Iran liên tục khẳng định rằng các nhóm vũ trang trong khu vực hoạt động độc lập vì an ninh của đất nước họ và sự ủng hộ đối với người dân Palestine, nhiều nước phương Tây tuyên bố rằng Iran hoàn toàn ủng hộ các phong trào này trong khu vực. Giới chức Iran khẳng định cáo buộc của Mỹ và Israel nhằm vào Tehran là có động cơ chính trị, phủ nhận việc có liên quan chặt chẽ tới các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ, các cuộc tấn công quân sự của lực lượng Mỹ và Anh vào những mục tiêu của Houthi ở Yemen trong tháng này đã không thể ngăn chặn việc tấn công vào tàu thương mại của nhóm này. Lực lượng kiểm soát phần lớn lãnh thổ Yemen, bao gồm thủ đô Sanaa và một phần bờ biển Biển Đỏ của nước này gần eo biển Bab el-Mandab.